Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án ở sử dụng mạng Tron các bạn nhé. Dự án này là kèo các bạn nhận được một NFT. Cái dự án NFT này thì sau này thế dùng cái coin này để đào giống như kiểu cái con Dego ngày trước ấy mọi người. Thì claim ở trên Tron thì sẽ rẻ hơn ở trên Dego, tại vì ngày trước các bạn biết là ở trên Dego thì claim có ERC20 cũng như là BSC mạng Binance Smart Chain đấy. Thì cái con này tổng cung chỉ có khoảng 30.000 coin thôi và đây là một cái dự án tiềm năng. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chat để nhận cái đồng coin này nhé các bạn nhé. Đấy thì project ở đây thì các bạn có thể check qua một số thông tin về cái dự án này. À, đây là một cái dự án của China. Đấy. Như quả gì thế này mọi người, quả chuối hay quả gì? Không biết là quả gì luôn đấy. Ok, mọi người sẽ chat như sau. Start. Select thì các bạn sẽ chọn vào tiếng Anh. Ở đây các bạn ấn vào Let's Go. Các bạn theo dõi cho mình hai cái Telegram group nhé. Đây. Các bạn ấn Join. Quay lại các bạn ấn join tiếp nhá. Đấy, có 78.000 người đã theo dõi này, rất là nhiều người đã theo dõi cái dự án này. Đấy. Contract. Tiếp theo các bạn ấn vào check. Các bạn flow và red dream lại ở trên Twitter. Đây các bạn thấy có 7,8 nghìn ca like cơ mà. Quá là nhiều người đã theo dõi cái dự án này. Các bạn sẽ copy lấy tên Twitter. Dán vào đây. Send nhé các bạn nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng ví Tron nhé. Tron Link các bạn nhé. Đây. Các bạn copy ví Tron Link. Các bạn dán vào đây. Rồi, ok, các bạn sẽ ấn vào Balloon. Mỗi bạn sẽ nhận được một NFT các bạn nhé. Đấy, ở đây là link rep, các bạn sẽ copy lấy link rep giới thiệu với bạn bè của mình cùng tham gia. Thì mình show cho các bạn cái cách để mà các bạn ngày trước mình lúc lúc nãy mình nói về cái dự án Dego ấy. Thì lần trước thì mình không có biết mọi người ạ. Mình không có biết là nó cho claim này, thì ngày trước mình cũng cũng ấn vào claim thôi, cho nên là mình cũng không rõ là nó cho cái gì cả. Thì các bạn phải chuyển đổi nó mạng Binance Smart Chain nhé. Đây, cái con Dego này thì nó sẽ có hai mạng nhé. Ngày trước thì nó cho là mạng ERC20, thì các bạn cũng có claim, nhưng mà cái đợt đấy mình claim mạng ERC20 ấy, thì nó cho một con đào và mình mất khoảng 13 đô la cho một cái phí giao dịch các bạn ạ. ERC20 ấy, thì mình mất 13 đô, nhưng mà nó cho một cái con gọi là Dendi thì mình bán được khoảng 30 đô, thì coi như là mình cũng lãi, mình cũng không có mất nhá. Đấy, thì nó cho một cái đào là một con mệnh máy đào, nhưng mà để mà kích hoạt cái máy đào đấy thì mình mất khoảng 7-8 đô nữa. Đấy, còn ở con BSC này nhá. Ở trên BSC thì mình claim được một hai cái máy đào. Đấy. Mà mình mất có ít thôi, 0,03 hay 0,02 đô la gì đấy thôi. Quá là rẻ luôn đấy. Thì các bạn thấy là ở đây nha, các bạn ấn vào đây này. Đấy, nếu mà bạn nào mà đã claim cái này ấy, thì tại vì là cái ví là các bạn phải claim ETH ấy, thì các bạn mới claim cái này theo theo nó từ đầu cơ. Đấy, thì ở đây thì các bạn nó sẽ hiện cái MyNFT ở đây. Đấy, còn ở đây thì các bạn thấy là mining thì mình đã cho nó mining rồi. À, nó có thêm cả cái này này. Đây, mình cho nó mining hai cái luôn này. Đấy, các bạn thấy là mình mining cái đây cái đồng cái bon roll NDF này tương đương với khoảng 1 Dego và Platinum này tương đương với khoảng 4 Dego, thì các bạn thấy là mình đã mining được 1,7 đồng. Thì các bạn muốn rút đấy thì các bạn ấn vào thế này, thì mai kia cái dự án bên kia nó cũng thế đấy mọi người ạ. Đấy, các bạn thấy là nó cũng chỉ mất một ít phí thôi. Nó chỉ khoảng 0,3, 0,3, 0,04, 0,05 đô la thôi mọi người ạ. Thì mình sẽ rút cái dự rút cái đồng coin này về. Thì cái đồng coin này mình thấy là mình làm free đấy mọi người ạ. Mình làm free nhưng mà mình thấy cái Dego cũng đã về. Mình đã rút được hai mươi mấy coin rồi ấy. Thì các bạn thấy là Dego bây giờ khoảng Dego bây giờ thì khoảng hơn 1 đô la đấy mọi người, thì cũng khá là ngon đấy mọi người.
Đây là free mà. Đây đây go đấy, rút một phát là về luôn này. Đấy các bạn thấy Dego ở đây là được 24,5 đồng rồi. Thì các bạn thấy Dego bây giờ cũng đã hơn 1 đô thì các bạn bán ra cũng được 25 đô phải không? Nói chung 25 26 đô gì đấy. Nhưng mà đây là free mà mọi người. Thì cứ cho nó đào thôi mọi người ạ. Là ngon mà chứ có phải là ấy đâu, cứ để đấy nó đào thôi. Thì khoảng một tháng nó đào được, ví dụ nó đào được 30 40 đô thì một tháng cũng được 3 40 đô mọi người ạ. Đấy, đấy là free mà. Thì cái dự án mà mình làm hôm nay ấy, bên này ấy, thì mai kia này nó cũng sẽ cho một NFT. Tức là các bạn sẽ tuyển được càng nhiều rep thì các bạn sẽ nhận được nhiều NFT. Thì khi mà NFT này nó sẽ cho đào, ví dụ nó cho đào ra ra ETH hoặc là cho đào ra cái gì đấy thì mình không rõ lắm. Thế nhưng mà nó như kiểu cái con Dego lúc nãy mình giới thiệu đấy. Thế cho nên là mọi người cũng biết đâu được nhỉ, tại vì chôn là chưa có nhá. Mới có cái ETH và BSC thôi, còn chôn thì mình chưa thấy ấy. Như thấy cái nó như thế ấy. Thì ngày trước cái con Dego này là mình không có hiểu rõ là nó như thế nào luôn. Thì nó yêu cầu claim thì mình cũng vào claim thôi. Đấy, nó yêu cầu chuyển thì mình cũng chuyển, mình lúc đấy mình mất đây nó đang lại đào tiếp này. Mình cũng không biết là mình mất mười mấy đô ấy, cho nên là mình cũng cũng e dè ấy. Đấy, thì cho nên là thôi thì nó cho thì mình cứ nhận thôi mọi người nhá. Còn bên đấy là free đấy mọi người ạ. Bên này là free nha, các bạn chỉ cần chatbot thôi chứ chưa cần phải claim gì cả. Mai sau này mà cho claim các thứ thì mình sẽ hướng dẫn sau cho mọi người các bạn nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hướng dẫn này của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.